Về công việc thì nó hơi buồn nhưng mà về cuộc sống gia đình thì nó lại may mắn hơn nhiều. Mà được cái này thì mất cái kia không sao, mình chấp nhận. Đúng rồi, cuộc sống có sự công bằng mà, anh hiểu em ơi, có hiểu. Không cần vật chung kết, vẫn cứ là fan anh. Ok Nguyễn Đắc Kỳ ơi, chứ là lần sau gấu lại vào chung kết, quyết tâm lần sau vào chung kết mọi người, đúng không? Anh gấu ở Sài Gòn tiếp ạ. Ừ, anh vẫn đang ở Sài Gòn, mùa sau nữa, còn mùa sau nữa chứ, còn AIC nữa mà. Chung kết AIC được không anh? Chung kết AIC thì mình không không hứa được, tại vì nhiều nhiều cái. Anh nghĩ là anh vẫn theo đuổi con đường chuyên nghiệp thôi, cố gắng sắp xếp công việc gia đình xong rồi mọi thứ nữa, thế là anh vẫn theo thôi, có gì đâu, anh vẫn đánh được mà. Chẳng qua là anh đang chơi, thế là anh nghỉ một thời gian, nếu bắt đầu cái tay nghề nó bị kém đi, anh sẽ cố gắng cải thiện lại bản thân thôi. Đấy, mình chơi game mấy ngày hôm nay mình toàn gặp thằng Khánh Dương nè, với lại thằng thằng Đức Tít kia nhá, mình gặp bọn nó mấy lần rồi. Tối hôm qua chơi game cũng gặp, hôm nay vào cũng gặp. Chuối nha. Cậu xuống. Lên. Ok nhá. Giết này. Ám vác quân đờ đi chơi anh à? Trời ơi, đồng đội mà lên đây giết con này là xong rồi. Ăn con rơi làm cái gì? Trời ơi, không nghe gấu là hỏng rồi. Phải gọi là đẳng cấp, phải gọi là đẳng cấp mọi người ạ. Not bad. Bây giờ mình thấy nhau hơi nhiều. Đánh nhau hơi nhiều. Ok, cảm ơn bạn Raku nhá.
Nope. Đường ấy, đổi đường ấy. Về lại đường của chính mình đi anh em ơi. Ok. Nhát thế, chạm vào người phát thôi ulti luôn rồi sao? Tốc biến luôn là sao bạn ơi? Gì thế hai bạn ơi? Gì thế hai bạn ơi? Bạn bị kinh rồi. Anh Endo lại không coi bạn gấu ra gì rồi. Ở xong rồi, choáng. Hay. Chạy ngay. Đánh lắm. Như là Superman nó định ở đây nó chơi cả Superman kia. Bruh. Chạy nhanh nó bắn ulti. Thì mà nó bắn ulti phát chúng mình phát này ra thì mẹ tôi chịu thôi nhá. Mẹ tôi đéo chơi game nữa. Play ngay. Có xong mẹ rồi, trời ơi. Mình làm cái trò gì vậy? Kiểu gì? Em biết ra mình phát đến mình định ra mình chọc thằng biết đó thôi. Ai ngờ này nè. Cái một pha về xử lý kỹ năng hơi bị quá ga đến từ Flash Gấu. Phát đến mình chỉ tính vào giết thằng biết đó thôi nhưng mà để đéo là thằng biết nó chết, mình lại định giết thằng AD nó. Ôi, đi bạn đẩy quá đẹp thế. Bạn ấy mình tính mình lên mình đẩy lính nhanh xong rồi mình lùi thôi. Chứ men đẩy quá đẹp quá. Nó lên thanh tẩy nữa. Hello anh em nhé, chúc anh em sẽ live stream buổi chiều vẻ nha anh em. Để đánh nó đi. Ôi rồi, 2 cân 5 rồi. Ủa, AD mình sạch lắm rồi. AD mình vẫn cháy lắm rồi.
Ok nhá. Ok nhá mọi người. Mình trận này mình xử lý pha kiểu băng trụ mít kiểu hơi bị lú một tí do mới ngủ dậy, nhưng mà không sao anh em ạ. Đánh một trận vẫn hay. Đó mọi người.